biết sơ hở cái Dương lại cáo măng. Má không mở cắm trời. Đen trắng. Đen đen. Đen trắng chưa thấy bí đen. Đen. Dỡ lên. Rồi đen luôn. Nhỏ xíu. 5 kg. Ơi. Trái ra cái anh bảo. Chết mẹ không. Vô. Rồi, vô. Ôi từ từ coi chừng đạp cái đọt. Cái mẹ. Mày đi ý không đạp cái đọt vậy anh nha. Ơi, ơi. Từ kéo vô cho. Cả lên anh em ơi. Có lửa nha anh Bảo. Đỡ đâu, đỡ đâu. Hay. À, rồi hợp lý. À, phi đợt này không có nha anh em. Hiếm nên ra cá phi đổ nhiều ra giờ. Mình tiếp được khoảng 120 kg chép với dưa hồng cho anh em quánh thứ bảy chủ nhật nha. Đi cẩn thận mày, đi vô đừng có đi giữa nước nước hết trơn mày, đi vô cái đoạn đó. Rồi dưa hồng với phe với chép nha anh em, 120 kg cho anh em quánh thứ bảy nhật nha. Cá giờ dưới này là quá nhiều luôn rồi đó. Dưa hồng nái không nha. Rồi, ok. Con đi ở cạnh cạnh này nè, đi ở chỗ lần cái sàn ngang nè, ấy sà dọc nè. Đừng đi ở giữa nó nứt. Ờ đi dọc đó. Không đi dọc. Đi xuống dưới con, đừng quanh đây. Quanh đây nó bắt mất, rồi nó xuống luôn rồi. Rồi, dưa hồng bự không? À, ký 6, ký 7 đâu lên không? Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Hôm qua mới... 60, 70 ký chép. Hôm nay làm 120 ký nữa. Dưa hồng chép. Chép. Dưa hồng không ấy? Chép đâu? Ba vỏ vô hồng rồi. Nó đầm. Ồ, vô hồng nái nái không à. Đã. Khỏe như trâu điên. Mới thả nha, mới thả nha. Không có quánh sóc nha. Ừ, đừng có quánh sóc à.
lấy 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 vớt được rồi, đừng có lấy sóc. À, sóc nó vậy nó rất dễ cá, vớt luôn, để vớt luôn phải không, vớt cá nó đẹp. Cái đẹp đâu còn nguyên si luôn hả, không có chóc cái dãy nữa. Lấy vợt xúc mà chóc dãy nữa thôi. Ngọc Trinh về bây giờ xưa mày ai còn xài Ngọc Trinh nữa mày. Đó, chép nghe, chép nghe. Đó. Bao bao đổ xuống đây giờ là bao anh em chủ nhật thứ bảy vô có đủ cảm giác. Chép thứ hai đang hết sao? Chép với hồng của Phi là đổ cá bản không à, cá lớn không á, cho anh em chơi. Ai lóc là lên bút số nha. Ôi, chép lần này chép bự không à. Má chép nãy nái không à. Hơn chứ, con này hơn 2 kg. Hơn 2 kg chứ. Rồi, ok. 120 kg nha anh em. Rồi, hẹn anh em thứ bảy chủ nhật vô nha. Hồ giờ là cá hơi bị nhiều á, không kệ nó chậm lên là nhưng mà cá dồn nhiều lắm rồi đó. Ờ rồi thứ hai. Đem qua lửa nha. Ơi, chạy cái vợt. Từ từ nha. Ê, qua tiếp phải lấy lòng hút uống. Nè, cầm đi. Đi, 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 từ từ nha. Rồi vô. Ý ý ý ý á, nghe chắc lòng mà hút quá anh Trường, em nhớ kỹ ghê hả. À, giữ lưỡi nha, giữ cái lưỡi em coi. Rồi sắp tới rồi. Đồ rác dưới coi. Cái đồ nó cái rồi cái gì không? Hả? Cái đồ cái rồi cái gì không? Thôi khỏi. Trời ơi, mũi. Thank you.
Ngoài hết thì à, nghỉ của anh Đức. Ấy dạ. Không cho nó là ở ra ngoài hết thì ông nội à. Đậu ra ngoài chứ gì. Kéo nhiều hơn nữa. Còn trong đây còn mà. Còn. Thôi xả luôn đi. Lỡ thả luôn về luôn đó cơ. Ấy da. Đây nè, xả dẹo đây nè. À luôn cho đi ra luôn đi cho mai câu. Tiểu Lâm thì chứ. Đổ quá, để cái dèo như thiệt rồi sao lại nó hoài không. Ok. Thả luôn. Chiều nay cắm câu. Lên nó vào vượt rồi anh em. Mượn chấm trắng cái coi. Thôi mày cân ở đó đi, mày đếm ở đó ra mày đem mày đặng đổ luôn đi. Bây giờ mưa gió rồi tao ra ngoài sao tao quay phim. Anh em cần thủ thông cảm nha, giờ trời mưa bão rồi gió lớn quá. Mưa lớn quá rồi đứng trong nhà quay. Anh em thông cảm, ngày hôm qua mình mới về 10 chấm đen rồi, hôm nay mình xuống thêm 10 chấm trắng nữa cho anh em nha anh em. Giờ mưa lớn quá không có ra ngoài quay trực tiếp được. Mong anh em cần thủ thông cảm nha. À, mưa quá lớn anh em ơi. Mưa lớn quá rồi giờ sao trời. Ủa. Quá lớn rồi sao đây. Đợi bất mưa chút quá. Quá dông luôn rồi. Thôi anh em cần thủ thông cảm nha. Mình muốn quay trực tiếp mà mưa đang dông lớn quá. Về hôm qua mình về 10 chấm đen. Mỗi tuần là mình về 20 con. 10 chấm đen, 10 chấm trắng. Hôm qua mình về được 10 chấm đen rồi. Hôm nay thả 10 chấm trắng mà trời đang mưa lớn quá nên không quay phim được rồi anh em ơi. Đang dông lớn quá lớn rồi. Mưa lớn quá rồi anh em ơi.
anh em cần thủ thông cảm nha, mình quay trực tiếp không được, trời mưa lớn quá nên mình đứng ở trong nhà. Mình quay xuống cá cho anh em luôn nha. Hôm nay về 10 con chấm trắng cho anh em nữa là đủ 20 con mỗi tuần. Hôm qua mình về 10 chấm đen rồi. Mưa quá lớn anh em ơi. Dông bão quá trời. Đổi xuống luôn. Đổ thẳng xuống hồ luôn anh em. Không quay được, mưa gió quá không ra ngoài được. Mong anh em thông cảm nha. Cho đổ thẳng xuống hồ luôn. Dông bão quá rồi, anh em ơi, mưa lớn quá lớn rồi, cần thủ anh em còn câu trời mưa rồi. Tội nghiệp anh em không trời mưa nè, còn đang mưa lớn anh em đang câu. Rất mong anh em cần thủ thông cảm nha, tại mưa dông lớn quá không quay trực tiếp được cho anh em nha, đứng ở trong nhà quay xe thôi. Có 10 chấm trắng à, mong anh em cần thủ thông cảm nha. Hôm qua mình về 10 chấm đen rồi, hôm nay về thêm 10 chấm trắng nữa. Nói trung bình một tuần là mình là thả 20 con. Dông gió vậy mà tội nghiệp anh em mà đang câu mà này nè, anh em thấy không, đang ngồi câu á. Mày cứ đếm đi, giờ tao hết ra ngoài được rồi. Giờ thả trực tiếp xuống hồ luôn anh em, mong anh em thông cảm nha. Đúng ra thì tạnh mưa thì mình ra ngoài đổ bỏ ra đếm từng con cho anh em. Mấy con ơi, đủ chưa? 10 con phải không? Rồi 10 con chấm trắng xuống rồi nha anh em. 10 con bao nhiêu ký? 3, 4, 33 6, 7 ký đúng không? 6, 7 ký, 6, 7 ký. Rồi 10 con cá chấm trắng 6, 7 ký nha anh em.